sọp trở lại nhưng đi hỗ trợ, tiết lộ lý do đằng sau dù nhiều fan thất vọng. Thông tin sọp chính thức trở lại thi đấu trong màu áo Viking Esports thực sự khiến cộng đồng Liên minh Việt thích thú. Đặc biệt, ngay trận đầu tiên của Playoffs, Viking sẽ chạm trán Gam. Qua đó, khán giả đang háo hức chờ màn đối đầu kinh điển giữa sọp và Levi trong khu rừng. Tuy nhiên, điều này sẽ không thể diễn ra như mong đợi bởi sọp sẽ không thi đấu ở vị trí sở trường. Theo thông tin cập nhật trên hệ thống của Riot, tuyển thủ sinh năm 98 sẽ đi hỗ trợ, còn người đi rừng của Viking trận tới sẽ là Tom Rio, tuyển thủ trẻ được đưa về dự bị cho Guri trong giai đoạn vừa qua. Điều này thực sự khiến nhiều fan sọp nói riêng và fan VZ nói chung có phần thất vọng khi không thể chứng kiến thần rừng comeback, đặc biệt khi sọp còn từng có kỷ niệm không vui ở vai trò hỗ trợ. Thế nhưng, ông chủ Viking Esports cũng có lý do riêng. Theo chia sẻ từ quản lý đội cũng là bạn gái sọp, Lily, từ khi về Việt Nam thì sọp không hề có ý định trở lại thi đấu. Việc cắm bàn phím lần này chỉ là tình thế bắt buộc khi đội bị đình chỉ quá nhiều cái tên nhưng không có sự bổ sung kịp thời. Thực tế, Viking chỉ thiếu hai vị trí, đường trên và hỗ trợ. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, quá khó để tìm được người đánh cặp phù hợp với Shogun, sau đó sọp phải vào trợ giúp. Trong khi đi rừng dự bị là Tom Rio cũng sẵn sàng thi đấu, nên sọp không muốn tranh vị trí với đàn em. Ngoài ra, Viking cũng tuyển cặp đôi một già một trẻ ở đường trên là Fireblade và Taurus để hoàn thiện đội hình. Chi tiết đội hình Viking Esports ở Playoff mùa xuân 2024 như sau. Đường trên, Fireblade, Taurus. Đi rừng, Tom Rio. Đường giữa, Kati. Xạ thủ, Shogun. Hỗ trợ, Sọp,